Kinh Đại Bồi Tích, Kinh Hộ Quốc Tôn Giả, Sở Vấn Đại Thừa, Quyển 3. Bây giờ thiên tử Tịnh Quang nói kệ, Thái tử ngươi nên biết, đừng đắm trước say mê, ở nơi hiểm nạn này, siêng năng cầu ra cõi. Như lời Đức Phật dạy, nếu ai lìa say mê, người ấy đại dụng mãnh, khéo thực hành luật nghi, thanh tịnh không tì vết, tới các loài chúng sinh, tâm sinh hạnh từ bi, không lâu sẽ thành Phật, tất cả Phật quá khứ, hiện tại và vị lai, đều sinh từ các thiện, xa lìa tham sân si. Ăn uống và y phục, vàng bạc mai đi báu, các thứ đồ trang nghiêm, bố thí lợi chúng sinh, trải qua nhiều ức kiếp, một lòng cầu bồ đề, cho từng sinh mệt mỏi hoặc xả bỏ thân phần, đau mắt và tay chân. Đối với người cầu sinh, tâm hết sức vui mừng do chứa công đức này mà thành bồ đề Phật. Dù ở ngôi quốc vương, được giàu sang tột bậc, mỹ nữ và quyến thuộc ngày đêm thường vây quanh, cung điện và quốc thành thảy đều như huyện hóa, như đồ gốm chưa nung, sóng nắng, bong bóng nước. Thể chúng không bền chắc, chẳng thật chẳng dài lâu, pháp vô thường như vậy, hư vọng người nên biết. Cha mẹ và vợ con, ai có thể cứu giúp, tạo ác tác nghiệp thiện ác người ấy theo nghiệp dẫn. Như vậy vô số kiếp thường chìm biển sinh tử, cũng như người không mắt, đắm cảnh mà không thấy, luôn uổng chịu khổ nhọc, cuối cùng đọa nẻo ác. Đường bồ đề tối thượng, hành dũng mãnh tinh tấn, cho đến lúc mạng chung, không sinh ba đường ác. Người đời khó gặp Phật, khó được nghe chánh pháp, hàng phục oán phiền não, gần gũi với bạn lành, thường tu tám chánh đạo. An trú tâm bồ đề, bất thoái nơi Phật đạo, phương tiện hành như vậy, thế gian không người hơn, tất cả Phật quá khứ. Xa lìa sự mến thương, thường ở chốn núi sâu, chánh niệm tự tư duy, vững chắc như kim cang, chỉ cầu đạo vô thượng. Lúc này Đức Thế Tôn bảo Tôn giả Hộ Quốc, thiên tử Tịnh Quang nói kệ rồi, Thái tử Phước Quang kia, năm lên 10 tuổi, trí tuệ thông đạt, không hí luận, không tham đắm vườn trần, hoa cỏ, suối chảy, ao tắm, ca múa kỹ nhạc thế gian, cho đến quốc thành, cung điện, voi ngựa, xe cộ, vàng bạc của báu, tất cả việc ham muốn, thảy đều xa lìa, nhất tâm tư duy. Thân tề như huyễn, bốn đại giả hợp, không có bền chắc, đại địa chư thiên đều chẳng chân thật. Chúng sinh phàm phu, thường hành phi pháp, ngu xê, mê muội không phân biệt thân sơ, đam mê dục lạc không biết nhàm chán, mới ở luân hồi không giải thoát. Ta lại thọ sinh giữa hạng người ngu mê như vậy. Nghĩ như thế rồi, Thái tử khởi chí buộc tâm chuyên cầu giải thoát. Bây giờ, Đức Thế Tôn lại bảo Tôn giả Hộ Quốc. Vua Phát Quang ấy chọn vùng đất có địa thế tốt đẹp hạng nhất, xây dựng một thành tên là Ái Lạc cho Thái tử. Thành ấy bảy lớp, bên trong có 700 đường giao thông, dùng chuông linh toàn bằng bảy báu, lưới báu chân châu giăng khắp bên trên, lại có 60 loại lọng báu tuyệt đẹp và 8 vạn cờ phướng quý báu, tuần tự bố thí thẳng tắp ở các nẻo đường. Mỗi mỗi cờ phướng báu có 6 vạn dây báu, mỗi một dây báu có 14 ức nhạc cụ. Nhạc cụ như thế, gió nhẹ lay động phát ra âm thanh phi diệu như trăm ngàn nhạc trời. Ở ngã tư của các nẻo đường trong thành này đều có 500 đồng nữ, thân tướng đoan trang, dung mạo tươi vui, tất cả đều có tài năng về âm nhạc ca múa sướng hát. Khi ấy vua Phát Quang ra lệnh cho các đồng nữ ngày đêm tấu nhạc không gián đoạn, tất cả dân chúng khắp bốn phương đều đến. Và vào thành này, họ nghe âm nhạc ấy và thấy sự vui nhộn nên vội vã đến xem, làm cho Thái tử sinh tâm mê đắm. Vua lại bảo, có chúng sinh nào cầu ăn uống thì cho ăn uống, cầu y phục thì cho y phục, cầu vòng hoa hương xoa thì cho vòng hoa hương xoa, cầu giường nằm họa cụ thì cho giường nằm họa cụ, thậm chí đem vàng bạc mani sa cừ, mã não san hô, chân châu, phệ lưu ly, các của báu ấy chồng chất khắp nơi. Lại đem voi ngựa xe cộ, dùng các vật báu để trang nghiêm rồi ban cho tất cả chúng sinh tùy ý sử dụng. Khi đó vua Phát Quang kiến tạo một cung điện rộng một do tuần ở trong thành này cho Thái tử. Các lầu có 4 cửa lớn, cửa sổ và lan can đều dùng 7 báu để trang nghiêm. Bên trong cung này lập một đại điện dùng 100.000 cho báu trang trí xung quanh. Ở giữa điện đặt 4 ức loại giường và ngoại cổ báu. Ở trong thành lại bố trí một khu vườn lớn, số lượng hoa quả, cây trái rất nhiều, xum xuê, nở rộ ở đời hiếm thấy.
Ở giữa khu vườn trồng nhiều cây báu ánh sáng rực rỡ, ai cũng ưa thích. Trong vườn còn có ao bằng 7 báu. Bốn mặt ao có 4 con đường được làm bằng 4 thứ báu. Đó là vàng, bạc, phệ lưu ly và pha lê. Ở quanh ao đặt 108 miệng con sư tử hút nước vào và 108 miệng con sư tử khác phun nước ra. Trong ao lại có các loại hoa sen hồng, hoa sen xanh, hoa sen vàng, hoa sen trắng. Cùng với những loại hoa thơm khác, luôn luôn nở rộ xung quanh hồ. Còn có 100 cây báu, trên mỗi cây báu đều có treo dây báu. Trên mỗi cây báu đều treo dây lụa báu trắng. Trên mỗi dây báu có hàng ức nhạc cụ. Gió thổi lay động phát ra âm thanh vi diệu, khi chúng sinh nghe được đều ưa thích. Trên cây báu còn treo 800.000 châu báu và cờ phướng đẹp. Lại ở trên ao giăng lưới báu lớn để che thân thái tử khỏi bị dính bụi. Bây giờ vua Phát Quang lại ra lệnh dùng 7 báu làm 4 ức tòa báu đặt trong cung điện. Mỗi tòa báu đều dùng 500 y tốt đẹp hạng nhất trải lên trên. Ở chính giữa đặt một tòa lớn, cao 7 thước, đem 80 ức y báu hạng tốt nhất trải lên trên. Đó là tòa ngồi của Thái tử Phước Quang. Phía trước các tòa đều đặt lư hương làm bằng vàng. Xung quanh lư hương treo chuông linh và hoa sen bằng vàng. Bốn mặt trang trí bằng lưới báu mani ánh sáng rực rỡ. Ngày đêm ba thời luôn đốt trầm hương và rải hoa đẹp. Ở trong vườn lại có 900.000 mani báu. Mỗi một mani báu rộng một do tuần có vầng ánh sáng lớn chiếu soi tất cả thế giới. Khi ấy Đức Thế Tôn là bảo tôn giả hộ quốc. Trong vườn của Thái tử Phước Quang có các loài chim như anh võ, bồ câu, uyên ương, ngỗng, vịt, khổng, tước, xá lợi, câu, chỉ la, câu, na la, ca lăng tần già, mạng mạng. Các loài chim như vậy đều nói được tiếng người. Mỗi khi chúng bay phát ra âm thanh vi diệu như các tiếng nhạc không khác. Cũng như vườn hoan hỷ của Thiên Đế Thích làm cho chư thiên cảm nhận sự an lạc vi diệu. Vua Phát Quang lại sửa soạn thức ăn ngon nhất cho Thái tử. Mỗi ngày cung cấp 500 vạn ngàn xe. Còn ra lệnh cho các thành ấp xóm làng, tuyển chọn đồng nữ, từ 16 đến 20 tuổi, tướng mạo đoan chánh, các căn đầy đủ, không cao không thấp, không mập không ốm, không đen không trắng, thân tỏa ra hương bạch đàn, miệng thoáng mùi, thơm, hoa, ô bát la, nói năng nhỏ nhẹ, tánh tình, thuần chất, ngay thẳng, không ghen ghét, khéo hiểu biết rộng về ca múa, hài hước, cho đến tất cả việc thế gian như công xạo kể nhẹ, công việc gì họ không hiểu rõ. Lúc ấy có đến 80 ức đồng nữ như vậy vào vương thành. Bây giờ vua Phát Quang đem 80 ức đồng nữ này ban cho Thái tử, là ban cho một ức đồng nữ trong cung của mình. Các thân quyến của vua cũng đem một ức đồng nữ dâng lên Thái tử. Tể tướng và trọng thần cũng đem một ức đồng nữ dâng lên Thái tử. Dân chúng trong kinh thành cũng đem một ức đồng nữ dâng lên Thái tử. Như vậy, có đến 80 ức đồng nữ theo hầu hạ, phụng sự và ca múa, diễn trò hài hước cho Thái tử vui. Phật bảo tôn giả hộ quốc. Khi ấy, Thái tử Phước Quang ấy thấy các hiện tượng, nào là quốc thành, cung điện, lầu gác, vườn rừng, ao, rạch, voi, ngựa, cho báu, và các đồng nữ ca múa sướng hát. Được các việc làm như vậy, nhưng đều không tham đắm mà tự tư duy. Các người nữ này vốn đối với thân ta là bạn đại ác, làm tăng trưởng phiền não và đoạn tiện căn của ta, làm ta thường ở luân hồi không được tự tại, với như kẻ bị giam cầm không thể ra khỏi. Bây giờ Thái tử thấy được tội lỗi này, nên trong 10 năm, đối với các cảnh giới năm trần là sắc thanh, hương vị xúc, không tham đắm, nhất tâm tư duy, làm sao xa lìa các bạn ác để tu hành được giải thoát. Các đồng nữ kia liền đến cung vua tâu với vua cha. Thái tử Phước Quang đối với sự vui đùa ca múa của các thể nữ đều chẳng màng đến, chỉ ngồi tư duy xa lìa thanh sắc. Khi ấy vua Phát Quang nghe việc này rồi, tâm hết sức kinh ngạc, cho là việc chưa từng có, liền thống lệnh 8 vạn tiểu vương và quần thần đến cung điện Thái tử. Thấy Thái tử một mình ở trong cung điện, nét mặt tĩnh lặng, vua buồn rơi lệ, tâm rất đau khổ, té ngã xuống đất mê man hồi lâu mới tỉnh, liền đứng dậy nói kệ. Con là báu tối thượng, tại sao không nhìn cha, buồn rầu tâm hoảng loạn, sao bỏ việc đáng yêu,
sự giàu sang vui vẻ, thành này đẹp trang nghiêm, trang hoàng bằng các báu, cung điện lầu gác đẹp, vườn rừng và ao tắm, vơ ngựa bảy món báu, y phục và ăn uống. Như vậy số vô lượng dùng cung cấp cho con, lại có các đồng nữ, nhan sắc thật tuyệt đẹp, đoan chánh và trang nghiêm, như tướng của thiên nữ, tâm tánh hiền, thuận hậu, biết rành các kỹ nghệ, ca múa và âm nhạc, thế gian không người sánh, để làm con vui thích, khiến con được hạnh phúc. Tại sao con không ưa, mà lìa bỏ cảnh ấy? Một mình ở thâm cung, dung mạo rất trầm tĩnh, làm cho các đồng nữ, tất cả đều ưu sầu, như hoa sen héo úa, đều đến thưa với ta. Thái tử, con nên biết, các đồng nữ như vậy, đoan chánh tuổi thanh xuân, miệng thoảng hương ưu bác, thân tỏa hương chiên đàn, mắt xanh như sen biếc, thông hiểu tâm ý người trong suốt ngày và đêm, gần gũi làm trò vui. Hôm nay, ngay bây giờ, con lìa bỏ tất cả, trong lòng con nghĩ gì, hãy nói cho cha biết. Là trong vườn còn có an trí báu mani 99,000,000, đều rộng một do tuần, chiếu ánh sáng rực rỡ, cây báu treo phương báu, số lượng đến 80,000, hoa quả đều xum xoe, có đủ các loài chim, khổng tước và ngỗng vịt, chim ca lăng tần già, đều hót tiếng vi diệu, khoảng giữa các ngàn hàng cây, đều rủ xuống dây báu, ở trong mỗi dây báu, đều có nhạc khí đẹp. Gió thổi làm lay động, phát ra tiếng rất hay, tiếng hay như nhạc trời. Sao con chẳng ưa thích? Còn các cung điện này, dùng các báu làm thành, vàng bạc cho Mani, sa cừ cùng mã não, Mani và trân báu, và trân châu, trang nghiêm rất đẹp đẽ. Trong cung điện báu này, an trí lư hương vàng, lưới châu rủ bốn mặt, hàng ức vải mạnh đẹp, dùng trang nghiêm ở trên, ngày đêm trong ba thời, luôn song hương chiên đàn, như cung điện đế thích, không khác nhà thiện pháp. Nay con chẳng ưa thích, trái với ý cha mẹ, không có tâm hiếu kính, làm cha thêm khổ não, mau nói cho cha biết. Nói rồi rơi nước mắt, thái tử nghe cha hỏi, đảnh lễ thưa vua cha, cảnh năm dục thế gian, làm chúng sinh đọa lạc, trói buộc các hữu tình, thêm lớn các tội lỗi, mà ở trong luân hồi, không có ngày ra khỏi, nếu con cầu giải thoát, phát tâm đại bồ đề. Xa lìa các trần nhiễm, tất cả thân người nữ xấu xa gốc bất tịnh, con quán như oan gia, tham sân theo bức ép, trôi nổi trong tự sinh, trói dắt các chúng sinh, thường ở đường hiểm lớn, tướng đẹp người nữ này, lớp da bọc bất tịnh, máu thịt cùng xương tủy, ruột dạ dày tiểu tiện, nước mắt mũi nước miếng, thân dơ nhớp như vậy, làm sao ưa thích được, với như cây thuốc độc, nở hoa nhiều người mến, hái hoa, độc chạm thân, đâu biết tự hại mình. Nước thành và cung điện, âm nhạc và ca múa, rốt cuộc không chân thật, như mộng, như huyễn hóa, như cây cối mùa xuân, xum xuê khoe hương sắc. Khi trời chuyển sang đông, lá rụng trơ thân gầy, mỹ nhân và giàu sang, không lâu cũng như vậy, ngu si tâm cuồng loạn, đắm chìm biển tham dục, đấu tranh sinh ganh ghét, chém giết hại lẫn nhau, phụ vương và quyến thuộc, vợ con và nam nữ. Ở trong nẻo ác ấy, ai có thể cứu giúp? Bồ Tát bậc đại trí, thân tâm thường tịch tỉnh, quán họ như cỏ cây, không động như tu di, thường ưa trốn núi sâu, một lòng cầu chánh đạo, kiếp phù du chống hết, như nước dốc chảy xiết, mạng người như mây nổi, phút chốc liền tan hoại, rơi vào trong ba cõi, bé đắm trong sinh tử, con không bị đắm say, xa lìa những hư vọng, sắc thanh năm dục trần, chẳng phải cảnh Bồ Tát, phước hết vô phước sinh, nghiệp hết lại sinh nghiệp, như chim nhốt trong lòng, mãi không được tự tại, sáu trần như rắn độc, gây tổn hại chúng sinh, bốn đại không chắc thật, giống như xóm làng vắng. Này phụ vương nên biết, sớm bỏ cảnh hư vọng, quay về chân giải thoát, thường dùng thuyền diệu pháp, để độ thoát ba cõi, giúp người mê tỉnh ngộ,
mở trói kẻ buộc ràng, khổ nạn làm cho an, cứu người mù mắt sáng mắt. Cho báu người nghèo đều khiến lìa khổ não, là vì chúng hữu tình làm cạn sông tham ái, chiếu sáng đường tối tâm, rộng bủa mây sấm chớp, tuôn mưa nước cam lộ, trừ nóng được mát mẻ, thành tự trí tối thượng. Nay phụ vương nên biết, người nào sẵn tâm từ mà muốn làm oan gia, người nào đủ trí tuệ sợ gặp Phật Pháp Tăng, người nào có mắt sáng mà đi vào đường hiểm, người nào được bồ đề mà dục làm tán loạn, người có trí như thế quyết không hành tà đạo. Thà lên đỉnh tu di, giao thân vào biển lớn, đối với năm dục trần quyết không sinh nhiễm trước. Các thệ nữ hiện có cùng với các quyến thuộc, xin cha dẫn về gấp, chớ ở lâu nơi đây. Tại gia nhiều tội lỗi, chướng ngại bồ đề Phật, con xả bỏ quốc thành và tất cả quyến thuộc, đi vào chốn núi sâu, tu tập hạnh thanh tịnh, chí cầu đạo vô thượng. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo Tôn giả Hộ Quốc, Thái tử Phước Quang ở cung điện báu, được các đồng nữ vây quanh hầu hạ, Thái tử quan sát điều ấy nên hết sức nhàm chán. Trong ba oai nghi, đi, đứng và ngồi, Thái tử chỉ mong đoạn trừ tất cả phiền não. Vào ngày mùng 8 tháng Giêng, Thái tử ngồi kiết già trên đất, chánh ý tư duy lìa các trần nhiễm. Quan sát như vậy rồi, vào lúc giữa đêm, bỗng nghe trên không thiên tử Tịnh Quang khen ngợi Pháp Phật và chúng bí xô. Vừa nghe xong, Thái tử rợn tóc gáy, buồn vui lẫn lộn, chắp tay hướng lên không cùng dùng kệ hỏi. Chư thiên trên không rất thương xót, phát ra lời khen, khen ngợi ai? Con muốn quy y cầu xuất ly, mong muốn được nghe xin giảng nói. Khi ấy thiên tử Tịnh Quang ở trên không trung, nghe hỏi như vậy, nên vì Thái tử mà nói kệ, mà nói lên sự khen ngợi bằng bài kệ. Nay tôi khen ngợi Đại Sa Môn, Phật kia tên là Thành Nghĩa Ý, thường đem mười thiện chạy quần sinh, cô giúp các khổ người cô độc, phương tiện trí tuệ là hơn hết, công đức thần lực không người sánh, thường có 10.000 na do tha, các chúng bí xô thường cung kính. Thái tử lại hỏi trời Tịnh Quang, công đức tướng hảo như thế nào, Phật kia hành hạnh bồ đề gì, xin giảng nói lại con muốn nghe. Bây giờ thiên tử Tịnh Quang là vì Thái tử nói về công đức và tướng hảo của Phật bằng bài kệ. Đỉnh Phật như tu di, xuất chúng cao vòi vòi, búi tóc màu xanh biếc, xoay bên phải ngay ngắn, lông trắng giữa chặn mày, sáng như ngàn mặt trời, mắt xanh biếc trong sạch, tựa lá, tựa như lá sen xanh, cầm ngực như sư tử, môi đỏ hơn tầng bà, răng khít không khuyết hỏng, trắng như ngọc khe tuyết, rốn tròn rộng xoay phải, sạch như pha lê báu, lưỡi đỏ tựa sen hồng, rộng dài mà mỏng sạch, trải ra che khắp mặt, tướng này rất vi diệu, phạm âm rất trong trẻo, hay tuyệt vượt thế gian, tất cả trời và người nghe đều sinh hoan hỷ, trăm ngàn thứ âm nhạc chẳng bằng âm thanh Phật, công đức lớn vô biên, đoạn hoặc cho chúng sinh, khiến hành hạnh bồ đề. Lại nữa các loài chim tên là Khẩn Na La, Uyên Ương Câu Chỉ La, Phược Lý Hy Noa Nga, Cù Sa Câu Noa La, chim ca lăng tần già đều có sắc tướng đẹp. Tướng Phật đẹp cũng vậy, Phật dùng một lời nói thì căn tánh đều hiểu, gần xa nghe như nhau, pháp Như Lai tự tại, cổ dài da mịn đẹp. Còn đối với thân mình, bắp khuỷu tay suông tròn, giữa tay dài quá gối, đoan nghiêm đẹp như vậy, bảy chỗ đều đầy đặn, cánh tay như mũi voi, bắp chân hơn nai chúa, tướng âm tàn ẩn kính, dấu nhơ của lông mã, lông xanh biết xoay phải, không sợ như sư tử, đỉnh Phật như thiên cái, trang nghiêm thân sắc vàng, bước đi như trâu chúa, chân hiện thiên bất luân, tướng Sa Tất Đế Ca, đẹp toàn diện như vậy, thế gian rất hiếm thấy. Ông này nếu gần gũi, có đức cùng không đức, có phước cùng không phước, tất cả tự ông biết. Có ai xưng danh Phật, khen chê đều không chấp,
như hoa sen trong nước, không nhiễm chút bùn nhơ. Phật đạo sư của ta, thế gian không ai bằng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Hộ Quốc Tôn Giả Xã Vấn Đại Thừa, quyển 4, Đức Phật bảo Tôn Giả Hộ Quốc. Bây giờ Thái tử Phước Khoan nghe Thiên tử Tịnh Quang ở trên không khen ngợi Phật Pháp Tăng có vô lượng công đức, tướng hảo trang nghiêm, rất tâm rất hoan hỷ, chánh ý buộc tâm, ngồi thẳng tươi duy. Đức Phật Thế Tôn ấy đầy đủ công đức, chánh pháp phi diệu đã thuyết chân thật không sai lầm. Đệ tử Thanh Văn phạm hạnh thanh tịnh, lại tư duy về nỗi thống khổ lớn trong luân hồi. Tất cả chúng sinh bị ngu si che phủ không hay biết, thường đem thân kiến khởi các hoặc nhiễm, thêm lớn tội sinh tử xoay vần liền nhau không dứt. Những người có trí cần phải xa lìa, lại tư duy ngu si mê tối phát sinh ba loại suy nghĩ về thân, hành động và lời nói, tạo ra nghiệp thiện ác, huân tập vào thức thành hạt giống. Như vậy danh sắc xấu nhập, xúc thọ khổ báo đối nhau, ái thủ buộc làng làm tăng trưởng hữu, cứ thế kết chặt sinh lão tử, mấy ai thoát khỏi. Ta quán sinh tử thấy vui ít khổ nhiều, bức bách thân tâm là tai nạn đáng nhàm chán. Nên sớm gần gũi pháp phi diệu của Phật Như Lai, đoàn các phiền não cầu thoát khỏi luân hồi. Nếu gần bằng ác đam mê, dục lạc, thì quả báo nơi hàng trời người còn không thể được, nói gì đến quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Khi ấy Thái tử Phước Quang suy nghĩ thế rồi, nên đối với cung điện vô cùng nhàm chán. Này ta ở đây chẳng bao giờ được giải thoát, nên sớm từ giả, tìm chỗ yên tịnh tu tập phạm hạnh. Sau khi phát chí hướng như thế, Thái tử rời khỏi cung điện, sắp ra khỏi cửa, lại nghĩ, thần quý sẽ giữ ta lại. Do vậy, Thái tử trở lui đứng ở phía đông cung điện, hướng về Phật Bạch. Như Lai thành nghĩa, ứng cúng, chánh đẳng giác, đầy đủ nhất thiết trí, sức oai thần rộng lớn. Xin Phật từ bi giúp con. Con ở nơi này, phóng thân ra ngoài, muốn được giải thoát. Nói như vậy rồi, Thái tử liền phóng thân ra ngoài. Phật dùng thần túc duỗi cánh tay phải, phóng ra ánh sáng lớn chiếu đến thân Thái tử. Ánh sáng ấy hóa ra hoa sen 1.000 cánh, nâng chân Thái tử. Từ hoa sen này phóng ra 100.000 tia sáng vi diệu dưới vào Thái tử, làm cho tâm Thái tử vui thích. Trải qua khoảnh khắc, Thái tử liền đến trước Phật. Phật thâu ánh sáng lại, hoa liền biến mất. Bây giờ như hòn núi vừa hạ xuống, Thái tử liền đến trước Phật, chắp tay cung kính, đi nhiễu quanh Đức Thế Tôn, chỉ tâm xưng niệm, Nam mô thành nghĩa ý Như Lai, ứng cúng, đẳng giác, chánh pháp phi diệu và chúng bí số thanh tịnh, con xin quy y tất cả. Nói rồi, đã vấp gieo xuống đất lễ Phật 1.000 lạy, rồi dùng kệ khen ngợi Phật. Kính lạy Đại Y Vương Vô Thượng, nạn lớn thân con lâu chưa trừ, xin Phật thương xót cứu độ cho, ban ít thuốc pháp hay của Phật. Ngày đêm mình con ngồi suy nghĩ, một lòng mong lìa cảnh năm dục. Trên không chư thiên có lời khuyên, dẫn dắt đến Phật để quy y. Phật là đại đạo sư xuất thế, do đâu chúng sinh gây tội lỗi, ở trong nạn lớn xin cứu giúp, khiến kẻ mê tối mở mắt tuệ. Con nay tuy phát tâm tin Phật, nhưng thiếu công đức báu Như Lai, mong khỏi trói buộc cầu giải thoát. Xin Phật từ bi thâu nhận cho, trong nhà tâm tối đốt đèn tuệ, phá vô minh nghi hoặc của con, tuyên dương pháp phi diệu thanh tịnh, như đạo Bồ Đề Phật đã hành, lại Đại Y Vương không ai bằng, thỏa mãn nguyện con trừ các bệnh. Tất cả vọng tưởng đều tiêu trừ, xa lìa nẻo ác đến bờ kia, vĩnh viễn ra khỏi biển phiền não, hành tám chánh đạo của Như Lai. Như vậy chân thật nói cho con, theo lời Phật dạy con thực hành, chỉ cầu Đại Bồ Đề vô thượng, tu tập hạnh Bồ Tát chân thật, thành tựu phước đức vô cùng tận. Vì tọa mạng pháp bỏ thọ đời, tất cả buộc ràng từ bỏ hẳn, rốt ráo viên mãn đạo Bồ Đề. Phật bảo Tôn Giả Hộ Quốc. Lúc ấy, Đức Như Lai thành nghĩa ấy
Thái Thái Tử tính tâm thanh tịnh, thiện căn thuần tục, đã nói pháp hạnh Bồ Tát cho Thái Tử. Sau khi nghe pháp, Thái Tử Phước Quang Đắc Môn tổng trì chứng diệu giải thoát, thành tựu năm tông, tăng vật lên không trung, trải hoa cúng dường Phật, cúng ở dường xong, từ trên không hạ xuống, Thái Tử chắp tay hướng về Phật, rồi dùng kệ tán thán. Lạy Phật của con thân sắc vàng, tướng tốt, tối thượng như mặt trăng, công đức trí tuệ không ai bằng, lì hẳn ba cõi thường thanh tịnh, búi tóc mâu ni màu xanh biếc, cao vời thanh tịnh như tu chi, con thấy vô lượng vô biên Phật, lông trắng chẳng mày phóng hào quang, như hoa quân na như trăng sáng, hơn ngọc khai tuyết và sa cừ, hào quang lớn trong sáng như vậy, diệt trừ tội lỗi của chúng sinh. Mắt tịnh sáng ngời tựa sen xanh, nét mặt hiền hòa nhìn chúng con, quán oán thân bình đẳng như nhau, hữu tình vô tình đều lợi ích, lưỡi như đồng đỏ dài và rộng, che khắp mặt hoặc khắp đại thiên, tùy cơ dạng nói đại tiểu thừa, cứu khắp các khổ của thế gian. Nay con đảnh lễ răng Như Lai, 40 chiếc khích trắng như ngọc, 4 răng bén cũng như kim cang, định phóng hào quang cứu quần sinh. Nếu con lạy lời thật của Phật, lìa các lời hư dối theo dệt, văn sâu xa thông đạt tánh tướng, phá tối trừ mê trăm ngàn cõi, Phạm Vương Đế Thích, chủ hộ đời, Thiên Long Bát Bộ và ba đường, nhờ hào quang ấy trừ khổ não, đều khỏi luân hồi biển tử sinh. Bắp chân của Phật như nay Chúa, bước đi an ổn như trâu Chúa, khi hạ chân xuống chạm mặt đất, núi sông đại địa đều chấn động, thân tướng của Phật đẹp đoan nghiêm, làn da mịn màng màu vàng rồng, tất cả thế gian không ai bằng, chúng sinh nhìn thấy không muốn rời. Phật ở quá khứ trăm ngàn kiếp, xả bỏ tất cả vì lợi sinh, đều khiến lìa khổ khỏi ưu phiền. Còn nay kính lạy Đại Từ Phụ, Phật đem tài pháp cho tất cả, tu trì giới nhẫn nhục tinh tấn, thiền định trí tuệ đều trọn đủ. Nay con lạy Phật trí cao vời, Phật không sợ như sư tử Chúa, phá tan vô biên ma phiền não, giỏi trị các bệnh đều được lành. Nay con lại bậc diệt ba độc, nghiệp thân khẩu ý không nhiễm trần, không đắm ba cõi sen khỏi nước, phạm âm phi diệu như phạm thiên, tiếng chim tần già chẳng sánh bằng. Nay con lại Phật vượt ba cõi, thường quán thế gian như huyện hóa, như mộng như điện chẳng bền lâu, không nhân không ngã không chúng sinh, pháp vốn rộng lặng không sân khởi, không hay không biết tùy duyên chuyển, lầm từ rộng lớn vì chúng sinh, tùy cơ phương tiện nói diệu pháp, đại thánh y vương chỗ người nương, thường trị bệnh và chết sò bi, như vậy lợi ích khắp chúng sinh, đều khiến khéo qua đường trời người. Chúa Mâu Ni từ bi như vậy, thường chúng sinh luân hồi xấu nẻo, như thấy tuần hoàn không thời hạn, dẫn người ngu tối vào đường chánh, đương pháp như vậy chứng Bồ Đề. Đủ pháp tự tại lợi thế gian, như tám chánh đạo Thế Tôn dạy, người nghe vui thích sinh kính bến, tiếng Phật phi diệu hơn phạm thiên, hy đạt ly Phật khẩn na la, âm thanh phi diệu của thiên nữ, chẳng bàn tiếng Phật nhiều phương tiện, âm thanh thanh tịnh công đức lớn, tùy loại chúng sinh đều nghe được. Như vậy làm xe đến Bồ Đề, tất cả lìa phàm được giải thoát, mọi thứ tốt đẹp cúng dường Phật, đều được phước trời người hạng nhất, làm vua chúa hoặc làm đại thần, thường được giàu sang và ăn vui, làm kim luân vương chỗ bốn châu, đầy đủ ngàn con và bảy báu, thường hành thập thiện lợi thế gian, tất cả chúng sinh đều quy thuận, hoặc làm hộ thế trời đao lợi, hoặc ở dạ ma đổ sự đan, cho đến tha hóa cùng phạm thiên, đều nhờ cúng dường Phật mà được. Như vậy thấy Phật và nghe pháp đều có thể lìa các khổ não, khiến họ không rơi vào nẻo ác, an lạc tịch tỉnh không nhiễm trần. Phật thường an trụ các thế gian, người cầu phước đều khiến được phước như vậy nối tiếp nhau, nhiều trăm ngàn kiếp không cùng tận, có trang nghiêm phi diệu tối thượng,
chúng sinh sinh vào không trần cấu, thân chiếu ánh sáng hơn người trời, nghiệp thân miệng ý đều thanh tịnh, thành tựu các thứ tướng công đức, danh tiếng đồn khắp các thế gian. Trên trời có người đều kính mến, người ấy do cúng Phật mà được. Phật của con lìa khổ từ lâu, có Phật mười phương đều khen ngợi, tất cả đồ chúng đều quy y, không ai không mến tướng từ bi. Con lại bậc loài người tôn kính, tất nhiên bất động tướng vô vi, khiến con chứng đắc năm tầng thông, đứng ở trên không khen ngợi Phật. Lạy Phật Thế Tôn không khiếp sợ, trong sạch thanh tịnh suốt thế gian, khen ngợi Phật được bao công đức, hồi hướng trời người thành chánh giác. Phật bảo Tôn giả Hộ Quốc, khi ấy vào nửa đêm vua Phát Quang nghe tiếng khóc lớn từ trong cung của Thái tử Phước Quang, kinh ngạc bàng hoàng, không biết việc lành hay dữ, liền dẫn các quần thần và quyến thuộc đi đến cung của Thái tử, hỏi các cung nhân, tại sao nửa đêm các ngươi lại khóc? Khi đó các cung nhân liền tâu với vua, Thái tử Phước Quang bỗng nhiên rời cung không biết ở đâu, vì lo sợ đau buồn nên mới khóc như vậy. Lúc ấy vừa nghe xong như bước hụt chân, nhầm chỗ nguy hiểm. Vua Phát Quang đột nhiên ngã lăn ra đất, hồi lâu mới tỉnh. Khi đứng dậy tâm ông rất sầu não, khóc than thảm thiết, quyết định đi tìm khắp nơi trong ngoài thành. Bây giờ vị hiền thánh giữa thành Ái Lạc bảo với vua, Thái tử Phước Quang đã đi về hướng đông, đảnh lễ cúng dường Phật thành nghĩa ý. Sau khi nghe như thế, vua Phát Quang liền dẫn 84.000 cung nhân, thể nữ, 100.000 người hầu và quyến thuộc vây quanh, đi đến phương đông, chỗ Như Lai thành nghĩa ý. Đến nơi rồi tất cả đều dùng năm vóc gieo xuống đất, đảnh lễ sát chân Thế Tôn, đứng quan một bên chắp tay hướng về Phật, dùng kệ khen ngợi. Cúi đầu quy y biển công đức, đấng diệu trạm tổng trì vô đẳng, trời đồng tám bộ đều hướng về, tất cả nghìn Phật không biết chán. 32 tướng đẹp đoan nghiêm, bảy báu nghiêm thân đời hiếm thấy, uy nghi vội vội như núi vàng, vượt ngoài thế gian con quy mạng, quá khứ 100.000 kiếp khó nghĩ, tu hành cúng dường 100.000 Phật, trong cõi đất sâu rộng vô biên, thành tựu thân Phật tướng tuyệt đẹp, hành bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, định, thiện, phương tiện kéo. Từng tu như vậy được thắng hạnh, thân tướng tròn sáng chiếu rực rỡ, nhật nguyệt điện chớp báu ma ni, ánh sáng phạm vương và đế thích, so sánh với hào quang của Phật. Cùng lúc ẩn mất đều không hiện, thân Phật như trăng hiện trong nước, tùy cơ biến hóa cũng như vậy, gá mộng vào thai người và voi, bỏ địa vị vua trời đổ xử. Thân Phật không tướng như hư không, thể hiện thế gian cứu quần sinh. Mới sinh bảy bước thế thích hầu, là bậc tối thượng trong trời người. Phật không pháp gì mà không hiểu, không có thầy, học sách tự biết. Thành tựu tịch tỉnh tam ma địa, cứu khổ chúng sinh khiến giải thoát. Xa lìa cha mẹ và thân quyến, ra khỏi phương thành vào núi sâu, 100.000 thiên chúng vây quanh Phật. Hàng phục bốn ma thành chánh giác. Quán thế gian kia không rút ráo, chúng sinh chìm đắm trong luân hồi, vì thương xót họ chuyển pháp luân, khiến lìa vô thường khỏi nạn khổ. Phật chứng pháp tịch diệt thanh tịnh, thành tựu phước trí và phương tiện, bậc Mâu Ni hiện thân ánh sáng, như vậy tướng Phật đều trọn đủ. Con lạy Mâu Ni trí vô biên, con lạy cùng tận pháp pháp giới, tuy biết huyện hóa không đến đi, xót thương cứu khắp các hàm thức, lành thay Phật nói đạo Bồ Đề, đã dẫn chúng sinh được giác ngộ. Con mong cầu chánh pháp như vậy, chánh pháp cứu khổ cho thế gian. Đức Phật thường ở trong ba cõi, điều trị tất cả bệnh phiền não, vì thế con khen công Đức Phật, hướng đến giác ngộ và chúng sinh. Bây giờ Phật bảo Tôn giả Hộ Quốc, Thầy vừa phát quan quý y khen ngợi, tính tâm kiên cố mong cầu giải thoát, Như Lai thành nghĩa ý, liền tùy theo ý vua mà thuyết pháp. Khi ấy nghe Phật thuyết pháp, vua phát quan đối với vô thượng chánh đẳng giác không còn thoái chuyển. Bây giờ thấy vua cha quý y Phật tâm sinh kính tình, Thái tử Phước Quang liền đi đến trước Phật chắp tay hướng về Phật bạch,
Như Lai ứng cúng chánh biến tri, cuối sinh Thế Tôn đến thành Ái Lạc để thọ nhận thức ăn uống của con dân cúng. Lúc ấy Như Lai thành nghĩa ý im lặng nhận lời thỉnh cầu của Thái Tử. Thái Tử Phước Quang thưa với Phụ Vương và các quyến thuộc: con nay thỉnh Phật để cúng dường cung điện, vườn và tất cả cho báu trang nghiêm. Cha cùng với các thân quyến đừng luyến tiếc mà cản trở. Nếu đồng tùy hỷ thì lên tiếng. Khi ấy vua cha và các quyến thuộc đồng lên tiếng: chúng tôi đồng tùy hỷ về việc xả bỏ sở hữu để cúng dường Phật. Lúc này Như Lai thành nghĩ ấy cùng với các bí xô cung kính vây quanh, đi vào thành Ái Lạc để thọ nhận sự cúng dường của Thái Tử. Khi ấy Thái Tử Phước Quang đem 500.000 xe thức ăn ngon nhất cúng dường Đức Thế Tôn và chúng bí xô. Thái Tử Phước Quang lại vì Phật và chúng bí xô dùng rất nhiều bảy báu để xây dựng Tăng Già Lam, lại trang hoàng bốn mặt bằng vô số lưới mani báu và nhiều tàng lộng, lại đặt để 100.000 giường nằm và ngọa cụ, dùng vải tốt trải lên trên, là ở bên trái và phải tinh xá bố trí cây cối hoa quả, suối chảy và ao tắm. Ở trong ao có các loại hoa sen như hoa sen trắng, hoa sen hồng, vân vân. Thái Tử ở trước bí xô đảnh lễ và dân y Tăng Già Lê. Mỗi ngày ba thời cũng như vậy, trải qua 300.000 năm, Thái Tử tu tập ngày đêm không ngủ nghỉ, không mệt mỏi, cũng không tắm rửa giặt giũ, trang sức bằng nước thơm, vòng hoa, cũng không sân hận tâm ái, thậm chí vì pháp không tiếc thân mạng, huống gì tại vật bên ngoài, y như lời Phật dạy mà thực hành, cho đến khi Như Lai thành nghĩa ý nhập Niết Bàn. Khi ấy Thái Tử dùng chiên đàn đỏ trà tỳ Như Lai, tất cả loại danh hoa đẹp nhất và các vòng hoa, hương xoa, hương bột, các thứ kỹ nhạc hiện có trong cõi Diêm Phù Đề, Thái Tử đều mang đến chỗ trà tỳ để cúng dường xá lợi. Khi ấy tất cả chúng sinh ở trong cõi Diêm Phù Đề đều đem hoa hương, thức ăn uống đến cúng dường, trải qua 100.000 năm như vậy. Bây giờ Thái Tử Phước Quang nhặt xá lợi Phật, rồi dùng bảy báu xây dựng 94.000 tháp, là đem lưới chân châu trang hoàng xung quanh, trước các mặt tháp lại dựng lên 500 tán lộng bằng bảy báu, cây cối hoa quả và 100.000 âm nhạc, là ở trước mỗi tháp đặt 100.000 chậu đèn, trong mỗi chậu đèn đốt 100.000 ngọn đèn. Việc cúng dường như vậy cứ tiếp diễn đến 100 ức năm. Sau đó Thái Tử cạo tóc xuất gia làm bí xô, hành hạnh đầu đà cầm bát khất thực, phục đoạn phiền não, thường hành pháp tế suốt 400.000 năm. Như Phật đã thực hành không chút mệt mỏi. Lúc ấy trong thành Ái Lạc, vị hiền thánh giữa thành tất cả tiểu vương, cung tần quyến thuộc dân chúng đều theo Thái Tử cạo tóc xuất gia, tu hành thanh tịnh. Lúc này Thiên Tử Tịnh Quang bảo các thiên tử: tất cả tiểu vương và dân chúng đều đã xuất gia, chúng ta đến đó để giúp cho Thái Tử như cúng dường tam bảo. Thôi ấy Như Lai thành nghĩa ý, giảng nói 60-400.000 tạng pháp, bí xô Phước Quang đều thọ trì thông đạt không vướng mắc. Như vậy bí xô Phước Quang đã từng gần gũi 94 ức 100.000 triệu Phật ở mỗi chỗ, mỗi Phật đều cúng dường trọn vẹn không thiếu sót như đã cúng dường Như Lai thành nghĩa ý không khác. Vua Phát Quang thời ấy đâu phải ai xa lạ, mà chính là Như Lai vô lượng thọ ngày nay. Thái Tử Phước Quang đâu ai phải ai khác, mà chính là thân ta hiện giờ. Vị hiền thánh giữa thành Ái Lạc thời ấy đâu phải người nào xa lạ, mà chính là Như Lai A Xúc bây giờ. Phật bảo Tôn giả Hộ Quốc: tất cả Đại Bồ Tát muốn cầu vô thượng chánh đẳng chánh giác, cần phải học tập bí xô Phước Quang kia, xa lìa tham ái, gần gũi bạn lành, tu hành tịch tỉnh, chuyên cần cúng dường chư Phật, thì không lâu chứng đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Phật lại bảo Tôn giả Hộ Quốc: nếu có người tham đắm lợi dưỡng, ăn uống, y phục, ngoại cụ, thuốc thang, sự tôn trọng, khen ngợi, thì người ngu si ấy là kẻ ngã mạn, phá giới, phạm luật, hư dối không thật, hủy bán sa môn, xa lìa pháp Phật, thân miệng ấy không hợp nhất, chỉ có tướng bên ngoài, trong tâm không tịch tỉnh, không biết xấu hổ, xa lìa cảnh Phật, xa lìa Bồ Đề. Do đó, ông này nghe pháp thì nên biết như vậy, phải tu học như vậy, thực hành như vậy,
không được gần bạn ác và lợi dưỡng. Khi ấy Đức Thế Tôn nói kệ, nếu người nào tham đắm lợi dưỡng, xa lìa hạnh thanh tịnh chân thật, do vậy thoái lui bồ đề Phật, ba mái chìm đắm biển sinh tử, không tàm, không quý, không biết đủ, thường tham ái luôn bị trói buộc, không sợ khổ não ba đường dữ, còn nói tôi đủ các đức hạnh, giới hiện thanh tịnh ở trong núi, tâm thường bị danh lợi thúc dục, mọi người rời bỏ như rắn độc, mãi trong luân hồi không giải thoát. Người nào không thích pháp Như Lai, khinh khi chúng bí xô có đức, mãi xa cõi trời đọa đường ác, dù sinh cõi người rơi tám nạn, trong trăm ngàn kiếp khó gặp Phật, được nghe chánh pháp cũng rất khó, sát na thoáng nghe nếu thực hành. Người ấy chắc chứng quả bồ đề, diệu hạnh Phật thừa đức khó lường, tất cả Như Lai từ đó sinh. Người nào chán pháp ưa phiền não, mãi mất bồ đề đạo vô thượng. Người nào trí tuệ và phương tiện, xa lìa tất cả các lỗi lầm, thương cứu chúng sinh ở năm cõi, người ấy hạnh người ấy đồng với hạnh Phật. Tuy ở núi sâu chốn tịch tỉnh, dối hiện thanh cao chỉ vì mình, che hạnh người nói khả năng mình, hàng ngày tôi tụng trăm ngàn Phật, để người hành pháp xin tôn trọng, không tiếc thân mạng nhất tâm cầu, hành chân thật như ta đã nói, người ấy không lâu chứng bồ đề. Chánh pháp đại thiên tối thượng thừa, phiền não vĩnh viễn được tiêu trừ, nghe được hạnh này tinh tấn tu, chắc chắn mâu chứng đạo vô thượng. Khi ấy nói kệ rồi, Đức Thế Tôn bảo Tôn giả Hộ Quốc, các Bồ Tát nào trong vô lượng kiếp hành trì năm ba la mật cũng không bằng có người đối với pháp này thoáng nghe mà tin hiểu thực hành, công đức ấy hơn công đức trước cả trăm phần không bằng một, ngàn phần không bằng một, trăm ngàn ức phần không bằng một, toán số phần không bằng một, thậm chí phần ví dụ cũng không bằng một. Khi Phật giảng nói kinh này, trong chúng hội có 30 triệu hàng trời người phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, không còn thoái chuyển. 7.000 bí xô đoạn hết các lậu đắc nhẫn vô sanh. Lúc ấy Tôn giả Hộ Quốc bạch Phật, bạch Thế Tôn, nay kinh điển này rất là hiếm có, làm sao để thọ trì và nên đặt tên kinh là gì? Phật bảo Tôn giả Hộ Quốc, kinh này tên là Đại Thừa Chánh Pháp, cũng gọi là Quảng Đại Thanh Tịnh Bất Không Thệ Nguyện Phước Quan Cư Sĩ Hoan Hỷ Bồ Tát Hạnh, và nên thọ trì như vậy. Đức Phật giảng nói kinh này rồi, Tôn giả Hộ Quốc cùng hàng trời người Atula, Hy Đạt Lý Phược vân vân đều rất hoan hỷ tính thọ phụng hành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vì đem công đức này hồi hướng về khắp cả, đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.